Trên báo Nhân dân có bài viết củng cố niềm tin vào Đảng. Năm qua, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy chính quyền tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo, điều hành đổi mới sáng tạo, quyết đoán, trách nhiệm, nhất là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội. Từ các địa phương, nhiều cách làm hay hiệu quả đã ra đời, mang lại kết quả thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận. Một câu chuyện chủ nhật trên báo Sài Gòn Giải phóng số ra ngày hôm nay có bài tiết chế để tránh những hậu quả khôn lường. Với cảnh xã hội hiện nay đã có nhiều thay đổi nhưng nhiều thói quen ngày Tết vẫn còn được lưu giữ, thực hành. Bên cạnh những thói quen thực hành tốt tôn vinh giá trị truyền thống dân tộc cũng có không ít điều không còn phù hợp với những với nhịp sống, yêu cầu của xã hội đương đại chính vì thế không chỉ năm nay mà trong nhiều năm qua gần như năm nào chính phủ cũng có công điện về việc bảo đảm nếp sống văn minh an toàn tiết kiệm trong các hoạt động tiến ngưỡng tôn giáo dịp tết đây chính là lời nhắc nhở mỗi người về thông điệp quan trọng của tết ở đó ứng xử có trách nhiệm đối với bản thân gia đình và xã hội tạo dựng một tinh thần lạc quan tích cực làm tiền đề cho quyết tâm hành động để đạt hiệu quả cao nhất trong một năm dài trước mắt theo bài viết tỷ giá sẽ ổn định hơn trong năm 2024 trên báo Hà Nội mới, năm 2023 dù có không ít sóng gió, song tỷ giá vẫn được đánh giá là ổn định hơn so với năm 2022. Sang năm 2024, các chuyên gia dự báo tỷ giá sẽ diễn biến ổn định hơn, mức tăng có thể khoảng từ 1-2%. Chuyên gia kinh tế Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh nhận định, đối với Việt Nam, việc ổn định đồng đô la Mỹ quan trọng vì nhiều năm qua chính sách điều hành tỷ giá hối đoái theo sự biến động của đồng đô la Mỹ. Khi đồng đô la Mỹ ổn định, sẽ dễ dàng tạo điều kiện thuận lợi để ổn định nền kinh tế vĩ mô trên báo đại biểu nhân dân số ra ngày hôm nay có bài viết mục tiêu tăng trưởng của ngành logistics có quá cao Bộ công thương đang xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng của ngành đạt từ 15 đến 20%. Đại diện doanh nghiệp cho rằng cần xem xét lại mục tiêu này bởi đã qua giai đoạn phát triển bùng nổ 14 đến 16%. Còn theo các chuyên gia, hiện nay doanh nghiệp logistics hầu hết là vừa và nhỏ. Bởi thế cần đưa ra mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh cho nhóm doanh nghiệp này vì đây là yếu tố quyết định đến việc nâng cao thị phần nội địa hiện nay chế độ đãi ngộ môi trường làm việc trong nước nhằm thu hút các nhà khoa học trong lĩnh vực khoa học và công nghệ vẫn còn hạn chế khiến nhiều người lựa chọn làm việc cho các doanh nghiệp viện nghiên cứu của nước ngoài dẫn đến tình trạng chảy máu chất xám theo bài viết đãi ngộ để thu hút nhân lực khoa học và công nghệ trên báo Quân đội Nhân dân, nhà nước cần bảo đảm việc chi ngân sách hàng năm dành cho khoa học và công nghệ, tăng cường kiểm tra giám sát để các nghị định thông tư đã ban hành được thực hiện nghiêm túc nhất, đầy đủ nhất. Ngoài ra, các đơn vị cần tin tưởng giao việc tạo điều kiện về môi trường làm việc, chế độ thu nhập thỏa đáng cho các nhà khoa học để họ yên tâm nghiên cứu, công hiến trí tuệ xây dựng đất nước. Bài viết Tết ấm của du học sinh nơi xứ lạnh trên báo Tuổi trẻ kể câu chuyện ở những nơi nhiệt độ ngày Tết cứ quanh quẩn ở mức trên dưới 0 độ C. Dù xa Việt Nam nửa vòng trái đất, nhiều du học sinh Mỹ vẫn có cách để có được một cái Tết ấm áp và đủ đầy nhất trong khả năng của mình. Các bạn không những tự tạo Tết cho mình mà còn mời bạn bè quốc tế đến dự những hoạt động của Tết cổ truyền Việt Nam và thưởng thức ẩm thực Tết Việt.